bắt được ốc nhiều không? Ủa chú hay là gì chú? Ốc này ốc gì hả? Ốc mù vàng phải không? Mất ốc gì chi hả? Dạ, ăn. Ăn hả? Mất ốc gì làm gì? Ăn. Mà làm món gì? Làm món hải sản. Hải sản. Hải sản ốc hả? Chụp hai tay. Tay cho. Trời ơi. Đưa cái hộp. Được rồi.